Hello mọi người, đây là vlog số 4 của Quỳnh Anh. Tuần vừa rồi thì trường mình có break nghỉ giữa kỳ, nhưng mà mình thì không được break gì lắm bởi vì đi rất nhiều sự kiện và hoạt động hay ho. Đi đi lại lại gặp nhiều nhân vật xịn sò. Đầu tiên là mình đã may mắn được đột nhập vào buổi tổng duyệt cho live concert của Space Speaker cùng với một số nhà sáng tạo nội dung đỉnh chóp ở trên TikTok. Đây là Tiến Phú. Hello em. Chúng tôi đang ngồi chờ các idol Space Speakers. Ngoài được xem trước một số vũ đạo và các ca khúc sẽ được thể hiện tại concert, chúng mình còn có cơ hội phỏng vấn, giao lưu riêng với một số nghệ sĩ của Space Gang. Chúng mình đang đứng chờ để được phỏng vấn anh Binzy, nhưng mà rất là đặc biệt bởi vì vừa chạy xuống định đứng phỏng vấn, lấy mic miếc các thứ sẵn sàng, thì anh Binzy nhận ra là anh quên phần performance của anh. Anh diễn luôn. Ừ, đến lượt rehearsal tiết mục của anh Binzy. Mọi người hãy đến dự concert Cosmic nha. See you there. Cảm ơn Thầu ạ. Cảm ơn Thầu đã ủng hộ mình. Concept là fantasy, một kiểu nó hơi không giống bình thường một chút nào để miêu tả cái bài hát. Vì là dân giải trí ở trên TikTok nên là câu hỏi của bọn mình cũng vui vẻ lắm. Còn mấy anh chị cánh nhà báo thì có vẻ rất là hỏi vặn, hỏi hơi khó này. Quá trời là nhạc hay và sự đầu tư cho vũ đạo luôn. Chờ đến thứ bảy là mình được đi dự concert thiệt luôn, hóng ghê. Hello, Simopi hôm nay sẽ đi phỏng vấn Mark Levy. Hello. If you can only choose between a movie or book, then what would you choose? Only one. Book. Hôm nay thì bọn mình được vinh dự đi phỏng vấn tiểu thuyết gia Mark Levy. Thì rất là vui để quay video làm content cho TikTok độc bản phim. Nhưng mà mình đã rủ Bubbly Coffee đi cùng. Nhưng mà đón xem ngập idol của Bub luôn nha. Tại vì Bub tiểu thuyết gia đấy là tác giả của những cuốn sách mà Bub rất là thích. Bub đã đọc rất nhiều chuyện và sách của Bub tác giả này. Và Bub đến thì chỉ chụp ảnh được tầm 2 giây hoặc là 2 phút gì đấy chụp ảnh với tác giả. Xong rồi Bub ấy phải đi mất bởi vì là hết giờ. Cảm giác rất là vui vì khi mình vừa tới thì idol cũng vừa về luôn. Ủa thôi, thôi đừng quay nữa. Bây giờ mình đang giao việc ngay lập tức cũng cho Bắp là bởi vì đến muộn nên là phải ngồi đây nghĩ kịch bản content để quay luôn intro outro làm nội dung cho TikTok của đoàn phim. Gì cô trời, em là ta đang làm công việc. Ngồi luôn nào nhưng mà tự cầm đĩa. Tình thì người ngại sẽ là đứa đi chung với bạn. Không, nếu bạn không ngại thì người ngại không phải là bạn. Buổi tối cùng ngày thì mình đã đi họp báo công chiếu phim Chiến binh báo đen Wakanda bất diệt, nhưng mà có rất nhiều trắc trở. Hello, chúng mình đang có mặt tại CTV Vivo City nhưng mà đang không được vào, chưa được vào. Tại sao? Tại vì chúng chặt vé mời, cầm hẳn thiệp mời đến đây thiệp xuống luôn. Tại vì tụi mình không nổi tiếng cho nên là không ai nhận ra hết. Không ai nhận ra nhưng mà mình cầm thiệp hẳn hoi lên chứ, thế này mọi người đang không cho vào. Đã đẩy ra để thấy cứ rõ mặt, lúc có mặt mình sẽ còn vào. Nói cho rõ, tại sợ mọi người không nghe thấy. Tại đây nói chung là chung quy lại là vẫn chưa được cho vào, vì mọi người không biết mình là ai. Và đưa vé ra thì kiểu bị hết vé, thế nên là vẫn chưa cho vào. Không biết rồi nhưng mà không được vô. Đây chỉ là chân thôi, đây chỉ là một đống giấy lộn thôi, không có giá trị. Có chị Stella đi cùng chúng mình, dù cũng chưa lấy được vé, nhưng mà nhờ gương mặt có độ nhận diện cao nên Stella vừa tới là các anh photo đón chào từ cổng, chụp hình quay phim đủ 7749 dáng pose khác nhau. Sức mạnh của người nổi tiếng. Sắp chiếu nhưng mà chưa có vé. Đây là hiệp hội ra đây đến giờ vẫn chưa có vé cho mọi người. One eternity later. Đi vào. Mình cứ kêu leo heo. Thì không ai biết leo heo là gì cả. Chưa biết đúng rồi. Tầm một năm sau là nhà của em là leo heo. Không cần phải mở miệng. Nhà tụi em là lưu, không cần phải. Ủa, lưu heo đúng không? Không cần. Đấy, tranh thủ tia cam quay ké anh bung tím vậy thôi. Hết rồi. Đã lên đồ và sẵn sàng đi concert của Space Speakers. Bây giờ là 5 rưỡi chiều ở nhà thi đấu quân khu 7. Đã có rất đông người check in rồi.
Về cơ bản thì mỗi sự kiện thu hút đông khán giả và các KOL như này đều là một dịp để các nhãn hàng tha hồ quảng bá hình ảnh. Nên là trước concert này có rất nhiều gian hàng quảng bá hình ảnh tặng sản phẩm dùng thử, nhất là của các hãng bia với nước ngọt. Mình đã gặp được chị Xin Thảo Ly nên là phải chạy ra xin quay chụp chung luôn. Chị Xin ngoài đời rất là thân thiện và còn xinh hơn cả trên hình. Đó đó, đây là chiếc ốp điện thoại phi hành gia cho đúng concept vũ trụ các kiểu. Hello mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh của Quỳnh Anh. Anh Bình này đúng chuẩn là space fan, đi concert với một bộ outfit cháy nhất đêm nay. Về âm thanh thì 7,5 trên 10 điểm, nhạc to, khá rõ tiếng. Nhưng mà một người em chuyên đi concert của mình bảo là không xịn bằng Rap Việt All Star, mà cũng không phải là âm thanh trải đều 360 độ các kiểu. Ánh sáng 8,5 trên 10, hệ thống đèn nháy rất là hợp tác với tiếng nhạc. Các phần trình diễn live 8,5 trên 10. Nhìn chung thì các sân khấu đều rất được đầu tư, trừ một vài tiết mục gần cuối của chương trình nha. Ví dụ như Beautiful Monster là một tiết mục mà mình hóng mãi. Vì phỏng vấn với anh Subin trước đó thì anh bảo là bài hát này sẽ điên lắm. Vậy mà nó điên theo đúng nghĩa là một mình bài đó không có sân khấu nâng lên, không có vũ công hay là decor gì luôn. Đi concert này thì mới thấy là mình biết và thích hầu hết các bài của các nghệ sĩ Space Speakers. Thích anh Trusty dù đau họng nhưng mà vẫn hát hết mình. Thích chị Kimmy với những sự luyến láy nhấn chữ rất là mê. Thích anh Binzy lúc hát tặng người yêu kiểu lúng túng shy boy. Rất là ngượng ngùng nhé. Và vừa thích vừa giận anh Subin vì Beautiful Monster hay như thế, concept xịn như thế mà anh không mang lên stage, còn không có đội vũ công như bài của Sixteen Thief luôn. Và mình đã phát hiện ra anh Đức Reaction rất thích bài này. Cả concert đến bài này thì anh mới cầm máy ra quay cả bài. Kết lại thì mình cảm thấy rất vui vì đây là một tuần rất nhiều event đối với mình. Mình cũng cảm thấy rất may mắn vì lần đầu được giao lưu với nhà văn Mark Levy, lần đầu được đi concert âm nhạc, lại còn được đi cùng với những anh chị em thân thiết cùng hội review Reaction giải trí nữa. Cảm giác như giấc mơ thành hiện thực khi mà được nghe live của những ca khúc mình yêu thích bấy lâu nay. Trước giờ thì chỉ có nghe ở trên Spotify hay là xem MV cấy đi cấy lại ở trên YouTube. Bây giờ được nghe live thì cảm thấy rất là đã.